xuống chị đây, còn mấy chị nè, cái mấy chị đi, mấy chị đây, mấy chị đây, cái ai thuộc bài này hát chung với chị nha. Xuống chị nè, cái mấy chị đi, mấy chị đây, dắt anh theo em về mà miền Tây. Thằng Tý đã hóng chuyện hay gì là mình đây, dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi hay. Anh cứ nhậu thoải mái có thỉnh em nhào thay. Đi kì chủ ma đem qua đây con cá lông, cá này nướng chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu cho hết sảy. Xuống chị đây kêu chơi thôi, con ba chị ra, con ba chị đây, con ba chị ra, con ba chị đây, cái ba chị đây, con ba chị đây, cái ba chị đây, ba chị đây, con ba chị ra, cái ba chị đây, ba chị đây. Tía em không đi cày, má em không đi cày, tía em là một người nông dân, má em cũng một người nông dân. Con sống trên đồng bào là con 33, con 33, con 33, con số đầu tiên em đã nghe cô chúc xin ơi. Thank you.
ơi, cặp bốn ơi, 11 ơi, cặp 11 là cặp 11 và cặp 11 sớm để ai đây hàng ta, ta chỉ xa, ta chỉ đây, ta chỉ ra, ta chỉ đây, ta chỉ đây, rất là tất cả sự nghiệp của ngốc ta. Còn hai chị đi, cái hai chị đi, hai chị đây ha. Còn hai chị đó, cái hai chị đi, hai chị đây. Má đang nhăn nha, con gái như ông nha. Chả thì kêu nha, chào chưa, chào chưa, chào chưa, chào chưa. Mắt không đi qua, đứa này thương em thì khi đó có lẹ mềm. Chị đó mấy bạn hay quá, có hai bạn trúng giải luôn hả? Dạ anh ơi cho em bớt cái ưu cô, cảm ơn anh, thank you. Rồi, cảm ơn hai bạn nữ xinh đẹp may mắn của năm. Xin mời bên bộ phận ban tổ chức có thể phát tiếp vé cho tất cả các bạn. Chơi cùng mình 3 vòng nữa, phần quà mình còn rất nhiều các bạn. Và chị được biết là phần quà của mình rất là hấp dẫn. Lấy vé nữa không? Ai mới giơ tay không vậy? Dạ rồi, ban tổ chức sẽ phát tiếp cho các bạn nha. Miu ơi, dò số nhưng mà các bạn đi hả chị? Trong loại 1, 2, kia rồi. Ôi rồi, mấy kênh số mấy? 26 có 1, 4, 7 có 2, 11 có 3. Số 7, hộp lệ. Vị chủ nhân đầu tiên hộp lệ. Bé thứ 2, trong loại 8, 7, 4. 26 có 1, 33 có 2, 48 có 3, 14, 14 hộp lệ luôn. Chúc mừng hai bạn, thank you. Và xin mời ban tổ chức có thể cho chị Ý xin hai phần quà cho hai bạn. Rồi, quà đây nè. Rồi em lấy chậu cúc mông soi đi cưng, lấy cái máy cho chị đi cưng, kinh về đi cưng. Ok, Phương ơi, Phương ơi, em hỗ trợ giúp chị quà cho các bạn. Rồi. Quà đâu em? Em đợi xíu đi xin son. Quà đâu, quà đâu? Xin quà đi em ơi. Ok, à, quà của hai đứa là hai cái cổng chào hai bên kìa, qua lấy đi được không? Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ phát vé tiếp ha. Quà ban tổ chức đang đem ra, tại vì để ở trên lầu 4, lần đem đang đem xuống các bạn ha. Nãy giờ quên cái phần quà của tất cả các bạn. Rồi, các bạn sinh viên của mình ơi, bạn nào còn nghe tiếng ca, tiếng hát của tất cả các anh chị ở phía bên trên, các bạn cứ tiến vào bên trong nha. Vé hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bạn. Xong sau đó các bạn kiếm một cái chỗ mình ngồi xuống cho nó có cái không khí sâm tụ cho một cái ngày đầu năm mới của các bạn ha.